Đây là giới thiệu các bạn, đây là chính gia đình sữa ông cụ Thọ. Cụ Thọ Việt Nam. Cụ này phải nuôi bao nhiêu năm rồi? Dạ mới hơn 2 năm nha. Hơn 2 năm á? Vâng. Tốt. Ô được chơi cái áo đỏ này nữa được làm nổi đình đám. Không phải cha nữa. Dạ vâng ạ. Mừng Thọ rồi. Đấy. Nói vậy là không biết rồi, con mừng tuổi cha này. Phải không? Đấy con mừng tuổi, còn cái này là con người công trình. Công trình á, đứa ấy cha. Ông chưa à này. Cái phượng này. Phượng á. Vâng. Đấy. Còn đây là con nhà ông Lưu. Cái phượng bây giờ nó đang ở trên không ạ? Đường bò bán lò bánh nữa. Vâng ạ. Vâng, bây giờ đi làm kéo xe rồi. Vâng. Chán là oánh rồi. Oánh hai vợ chồng làm. Thuê lắm, thuê lắm. Thức đi. Còn đây là ấy này, đây là con gái Đồng Liêu. Ngoài có bác kia. Vâng. Còn kia là con gái nhà ông Quý, Trùm Quý ở dưới An Khang. Trước con phải đi một đội, lúc giờ đang lấy nhau ở Campuchia. À, vậy ông đi năm 77? 76. 76 à? Vâng. 76 là đang đi. Vâng. Tháng 10 năm 76. Đi được mấy năm? 5 năm. 5 năm à? Vâng. Hồi đó có bắn được thằng nào? Dạ, cái đấy. Chắc khá khá được biết. Cái tội là tội giết người đi ra. Tôi cứ đấy thế đấy. Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước. Con tôi nói ra thông cảm chứ từ ngày về cái tội đấy thì con chưa xưng. Nhưng con bán nào chưa cho nó khỏi. Tội trống bên ngoài. Mà đấy tội trống. Nếu mà con bảo rồi. Nếu súng chưa cao lên vậy thì bắn. Nếu mà nó không mình bắn nó bắn mình. Nhưng hồi đó là ông tiến Campuchia. Dạ, vâng, con tham gia từ tháng 11 cho đến giải phóng 3 năm 6 tháng.
Để phóng Campuchia chứ. Vâng. Để phóng Campuchia. Hỗ trợ quân trong đấy là hỗ trợ hiệp trợ Campuchia. Tức là về trên ban cho là cái Bắc Trạch đi là không ai chết. Có mỗi cái anh bị thương thôi chứ. Không không ai được liệt sĩ. Không. Bây giờ con cháu nó mà dám bố liệt sĩ giờ lương to. Lúc giờ chưa có gia đình. Chưa có gia đình đó. Con về mãi lấy và mãi tắm 87 mới lấy mà. À vậy à. Bài mấy tuổi mới lấy vợ. Lấy muộn lắm. Muộn thế bây giờ con cái cũng đầy đủ hết. Vâng. Tôi xin phép chị. Chúc mừng cho các cháu uống nước à? Vâng. Mừng mấy tháng rồi. Con có biết bế em không? Con có biết em không? Chị biết bế em không? Đến nhanh mà để ăn mặn vợ. Thôi rồi, bây giờ chồng về thì chị về. Thôi thì cứ có điện bật điện mặn vợ. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa, xin được bình an cho gia đình, xin chúc hạnh phúc cho gia đình, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân. Bây giờ con và thánh thần nguyện đặt cho chúng con được trên trời, chúng con được trên trời, xin chào các bạn.